Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu sử đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân sinh vào ngày 12 tháng 4 năm 1954 là nữ chính trị gia người Việt Nam. Đồng chí hiện là Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Việt Nam. Đồng chí là nữ chính khách đầu tiên trong lịch sử Việt Nam giữ chức vụ này. Đồng chí còn là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Đồng chí từng là Phó Chủ tịch Quốc hội, nhiệm kỳ 2011-2016, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 2007-2011, Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương 2002-2006, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính Bến Tre từ năm 1991 đến năm 1998. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân sinh vào ngày 12 tháng 4 năm 1954, quê quán tại xã Châu Hòa, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Mẹ của đồng chí tên là Nguyễn Thị Sang, mất vào năm 2006, tên thường gọi là Ma Sáu, là cơ sở bí mật của cách mạng tỉnh Bến Tre. Trước năm 1975, song thân của đồng chí đều hoạt động trong mặt trận dân tộc và giải phóng miền Nam Việt Nam. Do cha của đồng chí thoát ly hoạt động, đồng chí do mẹ nuôi dưỡng và cho ăn học trong vùng kiểm soát của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Đồng chí hiện cư trú ở nhà A3, ngõ 130, Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Về giáo dục, cử nhân, chuyên ngành tài chính, ngân sách nhà nước, thạc sĩ kinh tế, cao cấp, lý luận chính trị. Năm 1973, đồng chí lên Sài Gòn theo học trường đại học Văn khoa Sài Gòn. Tuy nhiên, thì việc học của đồng chí đã bị gián đoạn khi chính quyền Cộng hòa miền Nam Việt Nam kiểm soát toàn bộ miền Nam. Đồng chí cũng theo học chương trình Đại học Tài chính, nay là Học viện Tài chính, đạt đến học vị thạc sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính tín dụng. Ngày 5 tháng 12 năm 2018, đồng chí đã tới thăm và được Trường Đại học Quốc gia Kupung, Hàn Quốc trao bằng tiến sĩ danh dự ngành chính trị học. Về sự nghiệp, tháng 8 năm 1975, đồng chí đã vào làm nhân viên văn phòng Ban Kinh tải khu 8. Sau khi Việt Nam thống nhất, đồng chí đã chuyển sang làm tại Văn phòng Ty Tài chính Bến Tre, sau là Sở Tài chính Bến Tre, bắt đầu sự nghiệp hoạt động trong ngành tài chính. Đồng chí thăng dần các cấp bậc: chuyên viên, phó phòng, trưởng phòng, phó giám đốc, quyền giám đốc và chính thức được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Tài chính Bến Tre vào tháng 10 năm 1991. Đến tháng 4 năm 1995, đồng chí đã được điều về Trung ương và được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính. Tháng 2 năm 2006, đồng chí đã được điều chuyển trở lại làm Thứ trưởng Bộ Tài chính. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau thì lại được điều sang làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại. Tháng 5 năm 2007, đồng chí đã được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 12. Tháng 8 năm 2007, đồng chí đã được đề cử và phê chuẩn vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và giữ chức vụ này cho đến tháng 7 năm 2011. Một trong những sự kiện đồng chí Kim Ngân để lại dấu ấn khi làm Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội là cuộc giải cứu các lao động Việt Nam tại Libya vào năm 2011. Tháng 5 năm 2011, đồng chí đã tái đắc cử vị trí đại biểu Quốc hội khóa 13. Ngày 23 tháng 7 năm 2011, đồng chí đã được Chủ tịch Quốc hội đề cử làm Phó Chủ tịch Quốc hội. Ngày 31 tháng 3 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13, đồng chí đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Việt Nam. Đồng chí đã trở thành nữ chính khách Việt Nam đầu tiên giữ cương vị này, đồng thời cũng là người đầu tiên thực hiện quy định tuyên thệ khi nhậm chức theo quy định của Hiến pháp 2013. Ngày 22 tháng 5 năm 2016, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đã trúng cử và đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 tại đơn vị bầu cử số 1 thành phố Cần Thơ, gồm quận Ninh Kiều,
quận Cái Răng và huyện Phong Điền với tỷ lệ 91,46% phiếu thuận cao nhất thành phố này. Ngày 4 tháng 5 năm 2018, đồng chí có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền và phường An Bình, quận Ninh Kiều để lấy ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14. Về Chủ tịch Quốc hội, sáng ngày 22 tháng 7 năm 2016, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đã được các đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 bầu làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa 14 với tỷ lệ 483/489 phiếu thuận, tổng 490 phiếu, 1 phiếu không hợp lệ. Trong nhiệm kỳ của đồng chí, Quốc hội Việt Nam có điểm mới về hình thức hoạt động là chuyển từ tham luận sang tranh luận. Đồng chí có một trợ lý là Lê Minh Thông, phó giáo sư tiến sĩ luật, cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13. Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội Việt Nam khóa 14, đã bỏ phiếu kín bầu đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức và Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia 462/462 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Về hoạt động trong Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 9 tháng 12 năm 1981 và trở thành đảng viên chính thức một năm sau đó. Tháng 4 năm 2001, đồng chí đã được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 2001 đến năm 2006. Đến tháng 9 năm 2002, đồng chí được điều chuyển sang làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. Đồng chí Kim Ngân là phụ nữ duy nhất trong cả nước vào thời điểm đó giữ chức Bí thư Tỉnh ủy và cũng là người phụ nữ duy nhất nắm quyền điều hành cao nhất của tỉnh Hải Dương kể từ trước đến nay. Tháng 4 năm 2006, đồng chí đã tái đắc cử Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 2006 đến năm 2011. Tháng 1 năm 2011, đồng chí một lần nữa tái đắc cử Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tháng 5 năm 2013, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa 11, đồng chí đã được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Tại Đại hội đại biểu Toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, đồng chí tiếp tục được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Tại kỳ đại hội này, đồng chí cũng được đề cử vào vị trí Chủ tịch Quốc hội. Về gia đình, đồng chí có hai người con, trong đó có Nguyễn Đức Phương, hiện là kỹ sư xây dựng. Người em của Phương là Nguyễn Thành Phong, một phóng viên của Báo Thể thao Văn hóa. Về nhìn nhận, theo nhận xét của nhiều người, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân là người gần gũi, bình dị, một nữ chính trị gia cao cấp, sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, mang đậm nét phúc hậu của người Việt Nam. Đầu năm 2016, tạp chí Forbes đã bình luận đồng chí là người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam trong danh sách 20 người phụ nữ khi đang giữ cương vị Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 13. Việc đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Quốc hội đã được dư luận đánh giá cao. Các ý kiến cho rằng điều đó chứng tỏ có sự thay đổi dù khởi đầu của chủ trương đề cao vai trò của người phụ nữ trong lãnh đạo và quản lý và chủ trương tăng số đại biểu nữ lên 30% để hội nhập thế giới nam nữ bình quyền giới tại Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.